Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước thì có rất là nhiều cách để mình lựa chọn những cái mẫu mã đa dạng và phong phú để mình có thể tham khảo xây dựng, phải không các bạn? Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà đỡ hậu theo phong cách rất hiện đại và rất là Tây luôn các bạn. Với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 20m và đỡ hậu phía bên tay trái là 4m ở nông thôn. Và theo như mình tìm hiểu được biết thì cái chị gia chủ này trước khi xây dựng nhà này cũng chạy khắp nơi tìm kiếm một cái mẫu nhà vừa ý với mình, cũng giống như là tham khảo những cái mẫu nhà trên mạng, và cuối cùng thì cũng đã tìm và quyết định đã xây dựng với một cái mẫu nhà theo cái phong cách bán cổ điển này. Đây chính là một cái mẫu nhà mà mình cảm thấy nó rất là đẹp các bạn, rất là Tây luôn, theo cái phong cách phương Tây bán cổ điển, rất là rộng, và cái việc phối màu sắc thì mình cũng cảm thấy rất là đẹp. Đây là mẫu nhà giả mái thái hai cấp nha các bạn. Cái phần sảnh trước thì được giả mái thách mái thái, cái vòm thì bán nguyệt nhẹ thôi nha các bạn. Còn từ cái phần sảnh ra phía sau đó chính là lợp tôn một mái. Phần bên nở hậu cũng được trang trí giống như là cái mặt tiền chính mà được thu nhỏ. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà giả mái thái mà mình cảm thấy rất là thích luôn các bạn. Cửa bốn cánh thì được thiết kế là cửa nhôm, phía bên trái và phía bên phải thì có hai cái cửa sổ nhỏ giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó được tốt hơn. Cột mặt tiền thì được thiết kế là cột vuông đi chỉ vòm các bạn, chân đế cũng là chân đế vuông ốp đá hoang cương. Còn cái nền tâm cấp của nhà này thì được ốp đá hoang cương hết nha các bạn. Tổng thể cái ngôi nhà này nó rất là sang trọng và sử dụng cái màu sắc rất là trang nhã mà mình cũng cảm thấy rất là thích. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình tiến vào bên trong để tham quan cái ngôi nhà này nha các bạn. Cái vị trí mình đang đứng đây đó, cái phần phòng khách thì rộng khoảng 5m5 các bạn. Đứng tại cái vị trí phòng khách đó này thì việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Phía bên trái và phía bên phải thì được thiết kế hai cái cửa sổ to. Trần thì được đóng trần thạch cao dược cấp, cái hoa văn tròn ở giữa gắn cái quạt trần các bạn. Có thể nói rất là dễ thương và rất là nghệ. Còn cái màu nhấn ở phía bên trong nội thất đó chính là màu vàng kem nha các bạn. Cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích và cũng có cái lời khen đối với gia chủ này là khi bước vào bên trong cái không gian nội thất rất là rộng thoáng các bạn, và ngập tràn cái không gian xanh ở phía bên trong vì gia chủ trang trí rất là nhiều những cái cây xanh đặt khắp mọi nơi phía bên trong nội thất của ngôi nhà này, giúp nó có thêm một cái điểm nhấn và làm cho cái không khí nó trở nên mát mẻ hơn. Nhà này được thiết kế phần lồng căn phía bên 7m là hai phòng ngủ, còn phía bên nở hậu là một cái phòng ngủ to nha các bạn. Được thiết kế là hai cái nhà vệ sinh. Nhìn tổng thể cái ngôi nhà này mình cảm thấy rất là thích. Cái khu vực bếp thì được đặt ở phía nhà sau. Các bạn đang quan sát đó chính là những cái loại cây xanh mà cô gia chủ này tiến hành trồng để trang trí nội thất cho ngôi nhà mình. Tại cái vị trí cửa sổ cũng được đặt cây xanh, tại cái vị trí lối đi chung cũng có hai cây xanh, nhìn đâu mình cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Các bạn đang quan sát đó chính là cái phần sảnh phía trước được đúc vòm bán nguyệt nhẹ nha các bạn. Cái điểm nhấn này rất là đắt giá ở cái ngôi nhà giả mái thái này. Về cái màu sắc và cái phối vật liệu của cái nhà này cũng rất là hài hòa các bạn. Gạch thì được ốp cao lên tới trần gạch 30-60. Cái việc phối gạch này cũng rất là khéo léo. Cái lối đi chung giữa hai cái phòng ngủ này thì cũng khá là rộng các bạn, rộng có 2m để tạo thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, cũng giống như là việc trang trí những cái chậu hoa, những cái cây kiển ở cái khu vực lối đi này. Cái mặt tiền giả mái thái thì được đợp ngói nha các bạn, giả mái thái hai cấp, có thể nói là rất là cao ráo và rộng thoáng. Cái màu ở ngoại thất, cái màu chính đó chính là màu trắng, còn cái màu nhấn đó chính là màu xanh nhạt nha các bạn.
Và theo như mình tìm hiểu được biết thì cái nhà này đã xây dựng cách đây gần được 1 năm rồi các bạn. Nhưng mà hiện tại mình có dịp đến đây thì nó cũng còn rất là mới. Vì phía bên trong nội thất thì được ốp gạch cao lên tới trần. Còn cái vẻ bề ngoài thì nó rất là lôi cuốn các bạn. Việc lưu thông gió và ánh sáng cho cái ngôi nhà này nó rất là tốt vì nó còn một cái khoảng sân trước và cái hàng rào đá gạch ở dĩa hè rất là rộng, khoảng 10 mét các bạn. Và còn một cái khoảng sân sau giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó được tốt hơn. Còn phía bên tay phải thì có một cái khoảng hở, một cái lối đi khoảng 1 mét giúp cho ngôi nhà này đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó. Cái vị trí mình đang đứng đây là tại cái vị trí phòng khách mà đứng ra nhìn về cái phần sảnh và cái phần sân phía trước rất là rộng thoáng phải không các bạn? Cái điểm thứ nhì mà mình thích ở cái ngôi nhà này, ngoài cái phần trang trí cây xanh ra thì mình rất là thích cái phần giả mái thái kiểu cái bờ bán nguyệt nhẹ này, rất là dễ thương. Và cái điểm nhấn này mình cũng rất là ít gặp các bạn. Chính vì cái ngôi nhà này nó trang trí theo cái phong cách bán cổ điển, chính vì vậy mà mình muốn gửi cái mẫu nhà này đến cho mọi người tham khảo. Bà con mình rất ưa chuộng xây dựng cái mẫu nhà mái thái và kèm theo nở hậu vì quan niệm nở hậu để đón tài lộc và may mắn. Đó cũng chính là cái lý do vì sao mà gia chủ của nhà này quyết định xây dựng nhà nở hậu phía bên tay trái. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái mẫu nhà mái thái nở hậu như thế này, đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình phải không các bạn? Nếu quý vị, bà con, cô chú bác và anh chị thấy video này hay và hữu ích, cần thiết cho người khác thì đừng quên nhấn đăng ký, chia sẻ video này ủng hộ mình để tạo động lực giúp mình tạo thêm nhiều cái video nữa chia sẻ đến mọi người tham khảo. Mình xin chân thành cảm ơn. Có dịp tiếp xúc với chị gia chủ của ngôi nhà này với một cái niềm vui rất là phấn khởi và một cái câu nói của chị mà là mình cảm thấy rất là vui. Chị nói rằng là có người đến tham quan nhà và khen đánh giá cái nhà đẹp là cảm thấy vui rồi, là mình cũng cảm thấy rất là vui mừng. Và theo như chị chia sẻ thì tổng diện tích xây dựng của cái nhà này nó là khoảng 180 m², và thời điểm xây đó chính là 1 tỷ 300 triệu đó các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà giả mái thái với cái chiều rộng là 7 m, chiều dài là 20 m, nở hậu 4 m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm một cái mẫu nhà giả mái thái để mình lựa chọn và xây dựng trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.